Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cách làm như thế nào để dành rau ngò ôm sống qua mùa đông các bạn. Thì cũng không có gì mới lạ, tại vì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cách làm như thế nào để dành rau ngò ôm sống qua mùa đông. Thì các bạn nhìn thấy cái thùng rau ngò ôm của mình hiện tại rất là tươi tốt và bây giờ nó đã có bông rồi nè các bạn. Thì cái thùng rau ngò ôm này của mình đã ăn rất là nhiều lần, mình cắt ăn xuống phía dưới rồi nó mọc cao lên như vậy từ mùa xuân tới bây giờ. Thì bây giờ đã là sắp đến mùa đông rồi, vài ngày nữa là ở nơi Quỳnh Mai ở 28 độ F các bạn. Thì bây giờ mình phải làm cách nào để bưng nó vào trong gara, tránh cái nhiệt độ quá lạnh thì nó sẽ chết. Nhất là Quỳnh Mai trồng cái rau ngò ôm này vào trong cái thùng mà không có lỗ ở dưới đáy. Quỳnh Mai trồng thẳng vào trong cái đất. Đây các bạn nhìn thấy mình đổ nước. Đó, mình trồng xuống dưới rồi mình đổ nước lên cao hơn cái gốc của nó một chút xíu. Thì rau ngò ôm của mình nó sống ở dưới nước, nên nếu mà để ở ngoài trời thì nước này nó sẽ đông đá và cây ngò ôm này nó sẽ chết. Nên Quỳnh Mai mới nghĩ cách là làm như thế nào để đem nó vào trong gara đặng cho nó trú đông. Còn nếu ở gara mà nó không chịu lạnh nữa thì Quỳnh Mai sẽ đem nó vào trong nhà. Nên Quỳnh Mai kiếm một cái thùng, đây là cái thùng ở tiệm lô bán các bạn. Quỳnh Mai không có đục lỗ là nó còn để giữ nước được. Thì Quỳnh Mai sẽ đem cái rau ngò ôm này bỏ vào trong cái thùng ở tiệm lô. Thì trước hết Quỳnh Mai sẽ cắt những cái cọng rau ngò ôm cao lên trên này, rồi bỏ vào trong cái bịch ziplock, rồi bỏ vào trong tủ đá để dành khi mà mùa đông mình kẹt, mình nấu canh chua không có rau để nêm thì mình lấy rau ngò ôm này mình nêm vào trong nồi canh thì nó vẫn thơm như thường các bạn. Đó, mặc dù mình để vào trong tủ đá nó có hơi héo một chút nhưng mà không có sao hết, mình vẫn xài được như thường. Đó, thì giờ Quỳnh Mai sẽ cắt chỉ chừa lại ba cái gốc để mình để vào trong cái thùng màu xanh của tiệm lô. Thì khi mà để vào trong đó thì mình cũng cho nước vào các bạn. Thì khi mà mình đem vào trong cái gara đó thì mình sẽ cho nước vào trong trong cái thùng ở tiệm lô rồi mình mới để cây vào. Thì cái cây ngò ôm của mình trồng vào trong cái cái chậu vuông vuông rồi mình để vào trong đó rồi mình mới chế nước vào. Và ở trên mình sẽ lấy bịch ni lông trắng mình bịt lại để cho nó khí lạnh không có vào các bạn. Rồi nếu nó không chịu nữa thì mình sẽ đem vào trong nhà. Thì cái rau ngò ôm này ở đây nó không chịu được cái khí hậu ở nơi lạnh, nên mình phải làm vậy thì mới để dành được nó. Mặc dù là ương nó khi mà mùa xuân đến thì mình đem ra thì nó sẽ sống liền, còn nếu ương nó thì mình đợi ở chợ Việt Nam
có bán rau ngò ôm, xong rồi mình mua về rồi mình ương vô trong cái thùng như Quỳnh Mai đang ương thì rất là mất thời gian, nên Quỳnh Mai sẽ lấy 3-4 gốc ngò ôm rồi mình sẽ trồng vào trong cái chậu nhỏ, rồi mình bỏ vào trong cái thùng xanh của tiệm lô, rồi mình sẽ chế nước lên, tại vì cái rau ngò ôm này nó rất là thích nước. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới của nó là nước không à các bạn? Đó. Rồi giờ mình sẽ bứng nó bỏ vào trong một cái chậu nhỏ. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình cũng làm sẵn. Đó. Rồi mình chỉ giật nó lên vậy rồi mình bỏ vào trong cái chậu thôi. Mà trước khi bỏ vào trong cái thùng xanh, mình sẽ cho thêm phân cho nó để cho nó sống, cho nó tươi tốt các bạn. Thì làm như vậy thì đang trong mùa đông thì mình cũng có ngò ôm để ăn, tại vì nó đang trong thùng thì nó cũng phát triển các bạn. Đây các bạn nhìn xem cái rau ngò của mình rất là tốt luôn. Mà hôm nay á các bạn hơi lạnh lạnh, nó cũng hơi khựng lại đó. Các bạn nhìn thấy lá nó to rồi chưa, nhưng mà nó bắt đầu có bông rồi các bạn. Đây cái bông màu tím nhỏ nè. Rau ngò ôm mình có thể nấu canh chua nêm ngò ôm, rồi ngò ôm mình cũng có thể nấu canh khoai tím, mình cắt cái rau ngò ôm bỏ vào cũng rất là ngon. Đó. Nếu mà biết cách thì trồng ngò ôm rất là dễ các bạn, còn không biết cách thì ương nó cũng lâu. Đó. Các bạn nhìn thấy nó tốt ghê chưa. Mình nêm một cái nồi canh thì mình cỡ chừng 4-5 cộng là nồi canh của mình nó thơm phức rồi đó các bạn. Đó. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ làm cho các bạn xem nha. Quỳnh Mai đã lấy được 4 cái chậu nhỏ cây ngò ôm ra rồi các bạn. Và mình để vào trong cái thùng xanh này. Đó. Khi mà mình để vào trong này 4 cái chậu nhỏ thì nó vừa kín luôn. Thì bây giờ để vào xong rồi Quỳnh Mai sẽ đổ nước vào xăm xắp với cái chậu nhỏ ở phía dưới các bạn. Rồi mình mới nè, nó cao quá. Quỳnh Mai sẽ cắt cái này đang đem vào trong nhà để dành, bỏ vào trong bịch ziplock rồi bỏ vào cái freezer để dành. Còn cái thùng này mình sẽ lấy cái miếng ni lông trắng để đậy lên trên và khoét một cái lỗ, vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi xách nguyên cái thùng ở tiệm lô này vào trong gara, rồi khi mà mình thấy nhiệt độ trong gara mà lạnh quá, cái ngò ôm này không chịu nổi, thì mình xách nguyên cái thùng này vào trong nhà rất là tiện lợi và ít chiếm chỗ các bạn. Nếu như Quỳnh Mai bưng nguyên cái thùng trắng này vào trong nhà thì nó chiếm chỗ đó. Mình chỉ để dành chừng 4 cái chậu nhỏ thôi, rồi mình mùa xuân mình đem ra mình trồng trở lại các bạn. Thì ngò ôm biết cách trồng thì cũng rất là dễ đó. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ dùng cái nhựa trắng này đậy lên trên đó. Đậy lên trên rồi cột lại, rồi ở trên khoét một cái lỗ các bạn. Đó. Thì đem vào trong gara để thì không sao hết. Đó. Tại vì cái thùng ở tiệm lô này nó cũng dày các bạn. Đó. Rồi mình khoét cái lỗ ở trên đây. Đây nó có sẵn cái lỗ rồi nè các bạn. Đó. Lấy dây cột chung quanh rồi xách vào. Đó. Còn ở bên đây thì mình cứ việc cắt hết. Cắt hết đem vào để dành trong tủ đá, vậy là xong các bạn. Còn dưới gốc thì
để ngoài trời thì nó sẽ chết thôi, nhưng mà mình đã có dự trù 4 cái chậu nhỏ rồi thì không có bị mất giống các bạn. Thì cái ngò ôm này Quỳnh Mai trồng thẳng vào trong cái chậu trắng này, trong cái thùng trắng này, xuống dưới đất potting mix, và đổ nước lên cỡ chừng 1 inch khỏi cái mặt của potting mix, chừng 1 inch, thì nó sống ngoài trời như thế này, mình khỏi cần đậy đệm gì hết trơn các bạn. Đó, hôm trước mình cũng có chia sẻ rồi là mình trồng không có cần lấy ni lông để đậy lên, cho nó sống thẳng luôn thì từ từ nó thích hợp với khí hậu các bạn. Mình tại vì mình trồng cho nó sống, nó ra rễ xong xuôi hết nó tốt rồi, rồi mình mới trồng thẳng vào trong đất và không có đậy đệm các bạn. Còn nếu mà nó chưa có ra rễ thì mình phải lấy ni lông mình đậy lại cho nó ẩm, đặng cho nó ra rễ, nó sống được rồi thì mình dỡ cái miếng ni lông ra để cho nó tiếp xúc với cái không khí thì nó sống giống như ở bên Việt Nam các bạn. Còn hôm nay thì mình đem nó vào trong gara trú đông thì mình lại lấy ni lông mình đậy lại các bạn. Tại vì mình sợ nó sốc, đem vào trong gara nó sốc cái nhiệt độ đó, sợ nó chết nên mình phải đậy cái ni lông lại cho nó có không khí ẩm các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách giúp cho cái cây ngò ôm, rau ngò ôm mình sống qua mùa đông để mùa xuân trở lại, sống trở lại mạnh mẽ tươi tốt hơn, rất là dễ. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.